Theo Cục Thuế tỉnh Gia Lai, sau gần một tháng triển khai thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo quyết định 25 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh có 32 hồ sơ được ra quyết định giảm tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Việc giảm tiền thuê đất được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động thuê đất của nhà nước để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Tiếp nối thực hiện chính sách hỗ trợ qua các năm, quyết định 25 vừa được ban hành tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho người dân và doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.